Thưa quý vị, trong lúc nhân viên đang bơm nhiên liệu từ xe bồn vào bể chứa ở cây xăng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội. Và vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 18 tháng 5 đã khiến cho nhiều người dân hoảng loạn. Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút, xe máy dựng trước văn phòng cây xăng trên đường Nguyễn Oanh, phường 17 đã bất ngờ phát nổ. Lửa bén sang xe bồn 25 mét khối đang bơm xăng xuống bể chứa khiến đám cháy bùng lên dữ dội. Tài xế cố lái ô tô ra ngoài, song bất thành nên đã bung cửa để thoát ra. Nhiều nhân viên dùng bình chữa cháy, vòi xịt nước dập lửa và di rời các xe máy khác. Lúc này thì một số hộ dân cạnh cây xăng đã đem bình CO2 tới để ứng cứu. Lính cứu hỏa sau đó có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng tại chỗ kéo vòi rồng dập lửa, ngăn cháy, lan sang các trụ bơm. Hỏa hoạn rất may mắn đã không gây thương vong, nhưng thiêu rụi một số xe máy, ô tô bồn bị hư hỏng. Nhà nghỉ của nhân viên bị cháy một phần, ám khói đen, vỡ cửa kính. Và nguyên nhân của vụ cháy này đang được điều tra làm rõ.